về hôm trước mình sửa tới đâu nha. Anh chuẩn về tặng cô 20 tháng 11 cô Ghê ạ. vậy. Bye. Gặp dịp mình làm tới đâu dịp nhỉ? Cô đợi con tẹp. Như là trang 74 đúng không ta? Cô nhớ là trang 74 nè. Phải không con? Trang 74 bài 5 cô Đúng ạ. rồi. Bài 5 làm rồi rồi bây giờ mình làm bài 6 hả? Cái con nhớ làm nhiều bài để bắt chuột về cho cô giáo Về cho cô nấu ăn à? nha. Ghê quá. Về cho cô Sao la. Về cho cô la. Number sách nào ấy cô? sách màu tím đó con. Sách màu tím cô làm gần hết rồi. Ừ. Đâu, nó có nửa quyển cơ mà. Cô nhầm, cô làm gần hết unit đấy rồi. Trời ơi. Number one Hoàng Minh. Đợi con chút cô. Ồ. Oh. Trang 74 nha. Cô thấy hôm nay nhiều bạn mặc áo ấm là ngoài đó lạnh hả con? Cô Nằm vẫn bởi bật, con cô vẫn subject bật quạt kìa. you have Nè, what subject do you have today? Kim Khánh number today. Nhưng mà two. con đôi khi vẫn mặc áo cổng với cô. Thì là góc nhìn của cô chứ bên cạnh con có một quả đi cô. Con nó Sao? mặc 2 giây cho nên con phải mặc thêm áo khoác vào. Ok, number Con two, mặc áo cộc Kim tay. Number Khánh. two. Ai hả? Learn some new words today. Học từ mới Tiếp là môn gì? English. Jasmine. Number 3. Jenny has music on Wednesdays. She learns to sing Vietnamese songs. Women, We have history on Monday. we learn how to draw. Women, we learn how to draw. Have art on Mondays and Friday. We learn how to draw. Ngọc Diệp. Bob and Green have history on Thursday. They learn about events in the past. Cô ơi, cô phải là Sao art ta? cô Các bốn cô phải kia là cô làm gì cái đồ cô đâu đâu phải cô. đồ đâu cô ơi nhầm. Arts history. History. Ok, one point for everyone. Exercise 2, Tiến Minh. Exercise 7, Tiến Minh. Exercise 7 What subject one do you have today? B. B. Ok. I. Đọc cho cô nào. I. Có chưa đọc Have lên. history and Vietnamese. Vietnamese. Number 2. When do you have English? Women. When do you have English? C. I have it on Tuesday and Friday. Correct, Ngọc Diệp. When does Mia have art? She has it Correct, Thảo Chi. Do you have maths on Monday? on Wednesday. No, I don't. Correct. Hoàng Minh. Does Harry have music today? Yes, he does. Correct. One point for everyone. Next, exercise 8, page 75. Number 1 and 2, women. One. A. What subject do you have today? Subjects. ARD.
A và D đều đúng ha, nhưng mà nếu A và D đều đúng mà mình chỉ được chọn một thôi thì mình phải chọn cái gì ta? A. À, để con xem công thức cho con nè. Người ta sẽ hỏi là hôm nay mình học nhiều môn đúng không? Người ta sẽ Đi. hỏi là à, câu D nó sẽ đúng hơn ha con ha. Rồi. Rồi, number two. Number Number two, I have Vietnamese today. women. Correct. Thảo Chi. Do I have Vietnamese Three, number When do you have English? number four. What subject does Bob have? Có người chưa làm đến câu 4 kìa. Ở con làm đi. À, thứ ngày thì mình sẽ dùng giấy tờ gì con? Con nhìn lên trên đó, con nhìn lên mấy cái bài trên đó. Thứ ngày người ta dùng cái gì? On. On, đúng rồi, dùng on. End up, end đi nào. When does Lina have Correct, number English? Number six is they has six. They have maths today. Kim Khánh. Number seven, Zhang has music on Tuesday. Number Yes, eight. so on. I have science on Correct, Number nine. Ryan. Ryan has Vietnamese math and Correct, một người dùng has, number 10. Con luôn á. We have English history and geography music on Monday. Correct, one point for everyone. Tiến lên exercise 9. Exercise 9 is two. She has À, mistake đúng in. rồi. Mistake Cô y hả? tớ phải ghi cả câu lại vào trong đấy à, hay là chỉ ghi cần ghi lỗi sai thôi? Theo mẫu thì con ghi rồi, con theo mẫu thì con viết lại câu nhé. Được chưa? Rồi cô viết lại ha. Cô ơi, nhưng mà con thế thì cuối cùng là con có thể viết, chỉ cần viết lỗi sai được hả cô? Được, được luôn. Rồi bạn nào muốn chỉ cần viết lỗi sai thì con gạch dưới từ sai, rồi con viết lại xuống dưới là từ hẹp chuyển thành từ hát giống như cô được không? Nhá, cô làm giống cô ha. Number two, Ngọc Diệp. She doesn't have maths on Tuesday. Sao doesn't là động từ phải làm Hello. sao con? Hello. Sao doesn't thì động từ phải giữ nguyên, cho nên cô phải làm sao? À, sao doesn't là động từ giữ nguyên nè. Vậy thì từ has này bị sai rồi, mình phải làm sao con? Bỏ Chuyển thành đi have. ạ. Đúng rồi, mình phải chuyển thành have nhé. Doesn't have. Kim Khánh. Music and art is my favorite subject. Is chuyển thành hai môn là số nhiều thì mình phải chuyển thành số nhiều là gì cô? À, đúng rồi, Quý Minh nào. Four. Number five. Sorry, cô ghi bị nhầm số rồi. Number one already. Number one already, number two. This is number three. This is number four. So with number five.
Number five. When do science? Chuyển thành quen. It's on Monday and Wednesday. Chuyển Chuyển đô thành. đu thành đơ. Đúng rồi, suy về đi với đơ xíu. Hoàng Minh nè. Number six. What's đợt chuyển đơ thành đu ạ. Đúng rồi, does and do. One point for everyone. Ngọc Diệp. Subjects do you have on Friday? Correct. What subjects do you have on Friday? Kim Khánh. Number two, John has geography and history today. Correct. Yeah. Geography and history. Tiến Minh nào. Tiến Minh. Number three is do you have Vietnam À, Vietnamese nha con nhé. Cô nói chữ M với chữ Y sao. Vietnamese. À, today? do you Andy chuẩn bị nào. Number Andy number 4. four. Number I do not four is I do I have. I don't là I not do not. I do do not not have. I do not have music and art on Mondays. Correct. Have music and art. Thảo Chi. Mai. Số năm là cô. Có năm trang 77 không? Cô đang sửa bài. My favorite subject is Correct. One point for everyone. Ở bài số 11 nhé. math. Cô viết là math is my favorite subject có được không? Được luôn. Được luôn, đúng luôn nhé con. Cô cho 2 phút nữa các bạn hoàn thành nha. Kim Khánh ghi xong rồi hả con? Trời ơi, nhanh quá. Ôi, làm bài 11 cho cô ha. Đúng hay là sai? Nãy giờ là được 5 điểm rồi đó. 5 bài là được 5 điểm rồi đó. À, mà con hỏi là hôm nay không chơi trò chơi à cô ơi? Tại tại đâu giờ mình bị mất hết 10 phút hết rồi. Nếu mà còn thời gian thì mình chơi, còn không thì mình làm bài tập. Mình làm càng nhiều thì mình càng có điểm ha. Cuối giờ cô sẽ cho cơ hội gỡ thêm điểm bằng cách chơi trò chơi nha. Chơi nào. Cuối giờ sẽ có một trò chơi ai kiếm được càng nhiều thì càng có nhiều điểm. Number one, Lily has science on Mondays. Ngọc Diệp nào. Lily has science on Mondays. True. Women number two, Min and Mary have Mars on Yes, Wednesday. True. Con phải đọc lại câu đó rồi con trả lời cho cô.
Con đọc bà cô đọc một lần rồi mình đọc một lần nữa nhé. Min and Mary. Mary have math on Wednesday. Two. True. Number 3, Kim Khánh. Andrew doesn't have geography on Thursday. Andrew doesn't have geography on Tuesday. True. True. Hoàng Minh. Mary has music on Thursday. Mary has music on Thursday. False. False, false. Jasmine. Min has geography and history on Fridays. False. Đọc lại câu đó cho cô nè. Has geography and history on Fridays. False. False. 1 point for everyone. Exercise 12. Bài 12 cho cô ha. Bài 12 làm gì đây? Lập dịp number 1. She What subject? Lily has Vietnamese on Tuesday. Correct. Lily has Vietnamese on Tuesday. Number 2. What subject does Mary have on Friday? Thảo Mary has on Friday. Geography and history. Correct. Mary has geography and history on Friday. Quý Minh nào? When do Minh and Mary have math? Minh and Mary have math on Wednesday. Correct. Minh and Mary have, hai người dùng hạp cho cô nhé. Max on Wednesday. Kim Khánh. Number 4. When do Ming and Mary have math? Mary. Min and Andrew have mark have art. Do Ming and Andrew have math? Art, art, art. What? Ming and Andrew have art on Có mấy con nhỉ? Môn mỹ thuật á, thứ mấy con? Tuesday. On Tuesday. Andy nào? Andy. Sao con tắt cam vậy con? Tại sao con tắt cam và cam lên? Does Mary have science Monday? Yes or no? Yes. 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 Mary học I môn, Mary có học môn khoa học đâu? có. Đâu có Mary mà, đâu phải Lily đâu. No, I don't. À, sai rồi. She Mary, no she doesn't. Rồi mất điểm. Con làm tới đâu rồi? Cô nó làm cái câu đấy ạ. Bây Rồi, giờ mình sẽ làm câu đấy không? con viết tới câu đây chưa? Rồi. Bài 13 nè, 1 phút làm bài. 1 phút làm bài 13 cho cô nè.
Number one, women. Number one is B, Correct. Jasmine, number two. Number two, on. On, correct. Hoàng Minh, number three. Number three, on Tuesday afternoon. Correct. Ngọc Diệp, number four. History. Correct. Thảo Chi. Number five. My favorite subject. Correct. One point for everyone. Bài 14 làm bài về nhà rồi, nên giờ chị đọc đáp án cho cô thôi nhé. Tiến Minh nào. Geography and history on Tuesday. Đọc nhanh quá cô luôn kịp. Nào, Sophia. Cô ơi, cô Sophia. ơi, thế tại sao mỗi khi cái cuối chữ của một người nào đó sẽ lại phải thêm S? Câu nào con? Câu gì cô bảo là ngày, khi ghi ngày thì à, sao bao giờ cũng phải thêm S? À, tại sao lại thêm S hả con? Ví dụ nhé, ví dụ mình nói là vào thứ ba là bạn ấy học tiếng Anh ha, nhưng mà vào các thứ ba, cứ tới thứ ba, tới thứ ba, tới thứ ba và tới thứ ba thì lúc này nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thì mình sẽ thêm s nhé. Vào những ngày thứ ba ha, những ngày thứ ba, những ngày thứ tư, những ngày thứ năm. So Sophia has English, Vietnamese. Lặp nhanh quá cô viết không kịp luôn á. Geography and history. On Tuesday, gặp dịp nào. Sophia has Đúng rồi. her friend have music Vietnamese and science on Tuesday. À, tới một câu nó có hai dòng lận, đúng không? Đúng rồi cô. Để cô tắt cái chỗ này, đánh định dạng không biết. Rồi. Her friend thêm S hả? Her friends have music. Em đi chuẩn bị nha. Vietnamese and science. On Tuesday. Em đi đâu rồi? Em đi chạy đi đâu rồi? Con chạy đâu á? Hả? Con chạy đi lấy hàng ở biển. Rồi. Cộng hai nào. Sophia has art And insight science. Science. on Wednesday. Hoàng Minh nào. Her Her friends friend have Vietnamese English and Vietnamese. music on Wednesday. Correct. Thả chi chuẩn bị. Thả chi nào, Mitri. Sophia has Vietnamese English art on Thursday. Her friend have art science math on Ok, đọc luôn, khai cao luôn. Sophia chứ không phải sofa nha con. Sofa là cái ghế sofa. Sophia hả? Sophia has Vietnamese English. Kiểm tra xem mình đúng hay không nha. And art. Ủa Andy, con chạy đâu á? Đọc nhanh quá sao cô gõ kịp đây. Arts, science and maths.
On Thursday. Thursday, đúng rồi. Đọc từ từ thôi, cái con đọc từ từ thôi, đọc nhanh quá sao cô biết nổi. Quý Minh ạ. À. Con đọc chậm chậm cho cô biết nha. Quý Số Minh. gì hả? Music. Ừ. English. English and math. On Friday. On. Her friend. Her friend. Her friends English, Vietnamese, geography and history on Friday. have. Correct. Em đi chạy đi đâu nãy giờ không? Hả? Không tập trung đúng không? Con sửa bài xong chưa? Con xong rồi. À. Rồi, các bạn sửa xong chưa? Giơ tay cho con biết nè. Rồi, bài đây dài quá nên cô nhân đôi số điểm nhé. Rồi, 34 được nhân đôi nè. Hôm qua cô bỏ bài này làm bài tập về nhà mà cô. Thì cũng có điểm chứ con. Làm đúng thì vẫn có điểm. Sai thì không có điểm. À, cô được nhân đôi nhé. Rồi, bài 15 nè. 15 là tự viết về thời khóa biểu của con. Rồi, con tự viết đi. Cô Cô cái bài 15 này cô ở sao trường cô chạy xuống con lấy cái thời khóa biểu, sao con sao cô chạy xuống con lấy cái thời khóa biểu, con thuộc rồi con thôi thuộc rồi thôi mấy cái này mình về nhà mình viết đi ha cô. ha. Cái bài 15 là trường con có cái Việt Nam học thì con viết Việt Nam học như nào ạ? Việt Nam học là môn gì con? Bên trường con là có cái môn Việt Nam học là học về mấy cái kiểu như là danh văn trong ngoài lễ hội À, thì vậy là môn môn đó là văn hóa nhé. Vietnamese culture. Vietnamese culture. À, bài này mình về nhà mình viết được không? Rồi mình lấy cái được sách màu gì? Quý Minh. À, Tiến Minh chứ. Tiến Minh cô sẽ nói gì đây? cái gì vậy? Bây giờ cô sẽ nói gì đây? Có câu đọc được suy nghĩ của cô rồi, là Đâu lấy đâu sách con. màu xanh thấy đại lợi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ghê quá. Lúc mình còn là chuyên gia không à. Không nghĩ thế cô ạ. À. Con cũng nghĩ vậy luôn hả? Quá xuất sắc Thường rồi. mặc xong phải một tiếng cô tạ, chắc chắn là cô Thế sẽ nên được. Kim Cô Khánh chuẩn bị à. trước luôn nè À cô. con chuẩn bị trước luôn. Kim Khánh nói cho cô từ quá dữ Dạ con không nói đâu. con nói đi, con nói đi. Cô có cho con một, bây giờ cô có cho con 1 tỷ con cũng không nói. Sao hả? À, Tiến Minh nè, Tiến Minh nói tiếng Việt Nam cho cô nào, quá dữ. Quá Đúng rồi. Cô rất thích mấy bạn người Bắc mà nói tiếng Việt Nam, nó rất má là ơi. cool. Rất là ngầu luôn, quá dữ. Ngọc Diệp, Lại nói thế à quá cô? cô nghe giọng của mấy con miền Bắc mà cô nói giọng miền Nam rất là ngầu nha. Đây Ngọc Diệp nói nè. Tôi cho qua. Dạ yeah. Quý Minh, Quý Minh nói cho cô từ quá dữ. Quá dữ. Đúng rồi. Cô thích nghe. Trời, mấy đứa nói tiếng Việt Nam nghe nó ngầu ghê. Khu à. Rồi nghe bao nhiêu ta? Cô đừng kiểu Rồi u mê về cái tiếng Việt Nam. 56. Rồi, các con nghe cô giọng của cô quen chưa? Nghe giọng Việt Nam quen chưa con? Quá quen rồi cô. Quá quen hả? Sau này đi ra hành, đi ra Sài Gòn là nghe quen rồi, đâu còn sợ đúng không? Con thấy không? Con nghe giọng miền Nam quen là con sẽ Vui nghe được. nhà con đi. Vui nhà con đi phượt. Tôi ngay không quen hết rồi. Cô Ok. ơi. Sao không? Thế bây giờ gợi ý cô là con nhảy sang Sài Gòn, con bảo là có giáo tiếng Anh cô, có giáo tiếng Anh học thêm với tôi là cô Thủy hả cô? À, trời ơi, nói riết mà quen nè. Vậy thì con học tiếng Anh mà con nghe nhiều là con cũng nghe quen. Tức là cái giọng nào cũng vậy, con nghe càng nhiều là con sẽ quen luôn. À, trời ơi, mấy đứa nói tiếng miền Nam quá sỏi luôn. Quá Ngoại dữ. trừ tiếng Việt cô ơi, Ngoại ngoại trừ trừ tiếng tiếng Việt. Việt. Ngoại trừ tiếng Việt hả? Sao vậy? Cô Tiếng Việt nghe hôm hôm nào nào mà chả nói à cô. ok. Cô nghe thấy cái lớp này nói cái giọng nam cô đừng mê. Ừ, nói giọng nam mà cô. Rồi hôm hôm trước cô nghe Kim Khánh nói quá dữ xong cô nói ủa cái gì vậy ta, tức là nó kỳ lạ, tức là bình thường trong lớp này toàn là tiếng Bắc không, bạn nào nói tiếng miền Nam vậy ta,
Ừ, cô ngạc nhiên luôn. Rồi, Trang bao nhiêu đây? Trang, 50... À, Trang 56. 56. Đúng rồi. Exercise one, Hoàng Minh nào. Hoàng Minh làm hai câu cho cô nhé. Trang 56. Đúng rồi con. Hồng Minh xong rồi qua em đi chuẩn bị Subject. nè. Subject number Number two, eat art. Không, number 2 của Hồng Minh nè. art. Finish. Spanish nhá. Number IT, ít là được cô tí. Ủa, IT là môn học, PE cũng là môn học, Arts cũng là môn học. À, ít Spanish. mà IT á, IT là môn công nghệ thông tin nó ít gì? Rồi, cái Spanish. số 2 là ít mà cô Là đi môn tờ ai? ấy. Là môn IT. Môn information technology đó. Hôm trước bảy quên rồi cô ạ. À, vậy thì mình sẽ chọn Spanish nhá. Hồng Minh chọn đúng rồi nè. Bởi vì sao? Spanish vừa là tên của môn học, vừa là tên của quốc tịch, vừa là tên của người luôn. Rồi câu 3 nè. Number three is Chris Christmas no break À, break. Number 4 con luôn á. gì number four is today Correct. Câu cuối con làm luôn. five is book No, đọc à lại back kỹ lên. back Đọc kỹ tôi lên. biết cô là history History. Ok, mất ơ điểm. sao con Tại cô không đọc kỹ đề. À, không biết exercise 2 Ngọc Diệp nè. cày qua mất điểm rồi Mất điểm rồi, cay quá. fashion Chưa được fashion bạn. À, science. Đúng không? À, s science. c s c i e n Correct. Quý Minh number Number two is music. M B M-R-U. U S I C. Correct. Thảo Music. Chi number Number three art. three. ART. Correct. Kim Khánh number 4. Number four, Vietnamese. V V I E T M I M E S E Correct. Phần minh number 5. Number five English. ENG. Ôi trường mới trường của con bây giờ con đang học ấy là science với cả math là đều học một tiếng Anh. Sau này các con thế hệ sau nữa, thế hệ sau của các con nữa sẽ học hết tất cả các môn bằng tiếng Anh. À, Con ở rồi trường cũ của khi con mà rồi, viện con học học còn lớp 2 Vietnamese thì cũng bằng tiếng Anh cô. không, cái biết tên đó là tiếng rồi, không tính nữa. Không thể Con nào học Tây Ban là Nha bằng sao tiếng hả Anh. Sao con? cô? Nhưng mà ý cô là sao? Ý cô là tất cả các môn còn lại sẽ học bằng tiếng Anh ngoại trừ ngôn Ý ngữ. cô là bờ lê, bờ lê, bờ lê. Thế con làm cho cô bài ba nào. Sử dụng like hay là trong like. Kim Khánh nào. One. PE. Do you like PE? Yes or no? PE. À, I I like. like sport. Môn học con. I like PE nhá. Quý Minh nè, number 2. Cô Do you là like? cô sửa xong một bài có thể gửi đi Number cho chat thì cứ I don't like Vietnamese. sao con? Thảo Chi nói gì vậy? Cô sửa xong bài cô lại gửi lên chat đi cô. À, con ghi không kịp hả? Rồi. Con ghi tới đâu rồi? Con ghi tới Vietnamese.
Ok, đúng rồi. À, cô có sửa xong bài là cô ăn vào chat hả? Rồi, thì con xong xong, con chưa xong thì cô ngưng nhé. Vậy thì sau khi sửa một bài xong cô ngưng 1 phút nhé. Rồi, I don't like Vietnamese. Đến bên number 3. Do you like art? Art do you like art? Cái câu trong hình đó, cái câu trong hình, câu số hình số 3 là thích hay không thích đây? Có không? I like art. Không, cái câu hình số 3 là con thấy chưa? Chương 58 Số con thấy chưa? 3 là à, Ừ, nhưng mà ai không thích? I I don't like art. Gặp dịp nào. I like geography. geography. Correct. One point for everyone. Exercise 4. Yes or no? Tick across. Number 1 and number 2. Quý Minh nào. Number one. I have Vietnamese, English and art today. Tick across. Cross. Cross. Number 2 luôn con. They have music, Vietnamese and science today. Tick. Hoàng Minh. 3 and Number four, number three. She has trang 59 con. She has math on Monday, Thursday and Friday. Đó đó, nhìn xuống dưới, nhìn xuống cái biểu đồ đấy. Con nhìn xuống cái hình chưa, thấy chưa? Cross Cross, câu 4 nào con? number four, he has Candy PE chuẩn bị nha. on Wednesday and Check, Candy chuẩn bị nào. Candy number number five is Nam has. number Nam, đọc cái câu đó lên cho con nào. five is tick. Nam has IT on Monday and Thursday tick. Check. Ok, one point for everyone. Và tiếp theo nào. Thảo chia sửa kịp không con? Rồi, làm bài số 5 nha. 1 phút bắt đầu. Em đi làm tới đâu rồi? Bài năm làm được bài năm rồi. Em đi chuẩn bị nào. Phải Rồi, em đi number one is Sorry, sentence B đúng không? B. Nam. Nam has math Nam and has. Vietnamese on Monday to Friday. Không có Con dùng không ghi lục on. from nữa. Không Con không dùng. ghi lục Con là sai dùng from nha con nhé. Bởi vì nó có từ to cho mình phải dùng từ from from nhé. nữa. Rồi. Con ghi lục from. From mới đúng. Con ghi đúng rồi. From mới đúng nha. Nếu mà chỉ có Monday thôi thì mình sẽ dùng on. Cái gì đó and. Nhưng mà nếu có from
Có to thì con phải dùng from nha. Còn bên nào? Còn bên C, ngọt thảo chi chuẩn bị. C Kiểu I như khóc khởi khóc khởi. I have Như là the mùa hợp lý. on Thursday. P and IT on Thursday. Andy tắt mic cho cô nè. Thảo Chi, Kim Khánh chuẩn bị. The Her Ôi. sister PE Có. Học môn nào mình dùng từ gì con? Hẹp hay là hash? Yes. À, hash. PE on Friday. Kim Khánh, Jasmine chuẩn bị. He has music and science on Tuesday. Correct. One point for everyone. Jasmine exercises. Exercise 6, number 1. Bill is in class 5. No. No. Ngọc Diệp number 2. Hoàng Minh chuẩn bị nha. Has PE today. Yes. À yes. Hoàng Minh, Quý Minh chuẩn bị. Number 3. He has PE today. Number 3 from his favorite subject. His favorite subject is PE. Yes. Yes, đúng rồi. Bạn nói là do you have here today? Yes, I do. Do you like it? Sure. Đúng là yes. Rồi, Quý Minh nào? Tiến Minh chuẩn bị. Women PE Sam He is favorite subject, yes or no? Sam's favorite subject. No. No, right. Tiến Minh nào. Tiến Minh, con á, câu 5. Bật mic lên. À con quên mất. À. Con đang tìm con đang câu vừa nãy câu vừa gì câu 4, có tưởng là con là câu 4. À, Yes. Rồi mình chơi game nào. Bạn nào xong chưa? Giơ tay cho cô biết xong rồi. nè. Rồi. Lượt game này là mình có được bao nhiêu từ thì mình sẽ có bấy nhiêu điểm. Và mình sẽ tính điểm riêng cho mình nha. Rồi lúc nãy giờ cô tính điểm chung nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rồi điểm chung là mỗi bạn có 14 điểm nhé. Bây giờ là phần thi riêng. Được bao nhiêu thì bạn ấy sẽ được bấy nhiêu điểm. Ai xem chuẩn bị chưa? Mình ôn từ trước nha. Cái con sửa bài xong chưa nào? Sửa bài xong hết chưa nè? Em đi làm gì á ngon? Rồi, Ờ, con xong rồi ạ. bây giờ mình sẽ đọc từ cho cô nha. Đọc và ghi nhớ từ nha. Lát nữa mình thi ha. Đây, ghi nhớ cho cô nào. Glue. Blue. Glue. Blue. Blue. Dictionary. Dictionary. Paperclips. 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 Scissors. 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 Crayon. 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 Sharpener. Sharpener. Notepad. Notepad. Notepad.
Paintbrush. Paintbrush. Paint. 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 Eraser. Eraser. Pen. Pen. Palette. 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 Pencil. 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 Tape. 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 Marker. 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 Ruler. 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 Ơ, bạn nào bị văng rồi? Hồng Minh bị văng rồi. Highlighter. Highlighter. Notebook. 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 Pencil. Color pencil. Color pencil. Pencil. Pencil case. Pencil Pencil case. case. Calculator. Calculator. Lunchbox. 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 Push pins. Push Push pins. pins. Diary. Diary. Projector. Projector. Laptop. 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 Paper. 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 Abacus. Abacus. Glue stick. Glue stick. Sticker. 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 Dictionary. 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 Backpack. 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 Clipboard. 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 File. File. Compass. Compass. Tablet. 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 Staple. Sorry, stapler. 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 Chalk. Okay. Chalk. Chalk. Set square. Pencil. Pencil box. Pencil Pencil box. box. Ôi cô. Sao con? Có hai từ dictionary, một À, cái ở không trên, một sao. cái ở trên dưới Mình nè. chỉ tính một thôi nha con nhé. Tính một thôi. Rồi, trong vòng 4 phút gõ hết cho cô những từ con có thể ghi nhớ. Bắt Con đầu. chưa được, chưa được cô, để con ghi nhớ. Tay bọt. Rồi, cho ghi nhớ một lần nữa ha. À. Rồi, con lấy vở. Không, không cho ghi nhớ, đang đi thi mà. Cái lúc con đang ghi nhớ là các bạn đang đang gõ đáp án thôi. Rồi, nhớ hình nha, nhớ hình nào. Cô nhớ cho nhìn hình lại một lần nữa nào. Cứ một từ là một điểm nha. Rồi, bắt đầu. Bốn phút nha, cô cho 4 phút á. Khi nào còn 30 giây cuối cùng là cô sẽ thông báo còn 30 giây cuối cùng. Laptop đi kiểu gì ta? Tắt tiếng nào, tắt tiếng nào. Các bạn ơi, tắt tiếng nè. Một một từ là một điểm nha. Phát trinh, phát trinh. Con nhớ từ nào con viết ra trước đi. Con viết vào hộp chat luôn. Lên như nào ấy cô? Sao con? Lên À, như nào? rồi để Hồng Minh bị văng ra. Phải làm sao bây giờ? À, liệt kê tất cả những dụng cụ học tập mà con biết vào trong hợp chat thôi cô. Dụng cụ mà nãy giờ đó. À, cô cho Hồng Minh nhìn nhé. Cô cho Hồng Minh nhìn nhé. Các bạn khác cứ ngồi gõ từ đi nha. Đấy. Tranh thủ lúc cô đang show hình là gõ chữ liền. Lẹ lên, lẹ lên. Một từ một điểm nha. Rồi. Còn 3 phút nữa nè. Ở ngoài trời mà gió mà hú quá trời luôn. Ở chỗ cô đang có bão.
Còn 2 phút nữa nha. Suy nghĩ nè. Đã. Thả kia xong chưa? Xong rồi hả? Trời ơi. Gõ hết luôn rồi hả? Hay là gõ đủ điểm thôi? Ôi cô, Sao con? con viết rồi nhưng mà con lại quên chưa bấm dấu phẩy. Tất cả. Không sao, cô nhìn cô đọc hiểu là được nhé. Cô nhận được tin nhắn của con chưa cô? Ừ, cô nhận được của Quý Minh và Thảo Chi. Mấy phút nữa hả cô? Còn 50 giây nữa. Mười giây cuối cùng nào, ai chưa gửi là phải nhấn nút gửi liền cho cô nào. 5, 4, 3, 2. Anh mà bỏ quá trời vậy. 1, sao anh sao? Trời ơi, kiểu này là mở hết ô luôn rồi còn gì nữa. Đúng không? Mở hết ô luôn rồi đó. Hết điểm luôn. Trời ơi, bữa Thì nay chắc là giòn đâu. cô còn hạ giá vé bộ là xuống còn 4 nữa chứ. Hay là cô tăng lên ta? Ok. Rồi cô tính điểm nha. Cô tính điểm nào. Ủa, hình như có bạn chưa gửi hay sao? À, gửi hết rồi. Ngọc Diệp. Ngọc Diệp, à, Ngọc Diệp gửi 2 lần đúng không? Này, Quý Minh nè. Ba lần cô Pencil. Ok. Pencil, laptop. Ha. Tablet, con gõ bị sai spelling. À, bạn nào viết sai chính tả thì cô sẽ không tính điểm từ đó nhé. Pencil, laptop. Pins, tape, file, pencil case, chalk, sticker, pen, crayon, color pencil, Women 11. Thảo Chi, pen, pencil, tape, blue, notebook, laptop, sticker, glue. Glue stick, backpack, file, tablet, chalk, pencil box hả? À? Cái này con tự chế nha, pencil case. mẹ mẹ à, dạ. Có Ôi pencil, cô ơi, có không con? cô ơi bà Sao con? kim khánh Trên còn màn hình ghi có quả trời luôn pencil cô box ơi. mà cô. Có pencil box hả? Để cô check lại Ơi nhé. cô, bạn kim khánh bạn ấy ghi quả trời luôn kìa. À có, ok. Rồi. Cô quên mất tiêu rồi, cô đếm lại nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Thảo Chi, 13. Hoàng Minh. Glue stick, paper clips, dictionary, glue, pen, brush, pen, pencil, case, book. Hoàng Minh 9. Lúc nãy Hoàng Minh bị văng ra đó. Rồi, Andy nè, laptop, glue stick, ruler, diary, calculator. Sticker bị sai chính tả nhé. Rồi, ba Andy 5. Ngọc Diệp nào, book, pencil, notebook, sharpener, eraser, ruler, scissors, pencil case, color pencil, crayon, pen, tablet. Mười mấy cơ? 13 đúng không? Ngọc Diệp 13 nhé. Tiến Minh nào,
Laptop, dictionary, glue, scissors, tablet, pencil case. Tiếng bên sis. Ủa sao tiếng bên gọi ít gì nhỉ? Sis. Cô chẳng nhớ ra được. Không nhớ hả? À? Run quá không nhớ. Kim Khánh. Glue, dictionary, paperclip, scissors, crayon, sharpener, notepad, paintbrush, paint, eraser, pen, palette, pencil, tape, ruler, highlighter, notebook, pencil case, sticker, tablet. 24. Phải không? Trời ơi, 20 từ quá dữ. Quá dữ. Quá Quá dữ. Thôi, Jasmine nào, Jasmine nào. quá dữ. Pencil case, color pencil, abacus, stapler, laptop, notepad, notebook, diary, crayon, chalk, highlighter, scissors, pushpins, dictionary, glue stick, ruler, eraser, 17. Rồi, Cô cộng với... chưa đếm stapler. Ở trên có rồi con, ở trên có một cái rồi. Con thấy Có không? gì hả? Rồi. Kim Khánh cộng 14 là được 34. Quý Minh 25. Thảo Chi 27. Ngọc Diệp 27. Jasmine 31. Hoàng Minh 23. Tiến Minh 20. Andy 19. Rồi cô làm tròn số ô mình được chọn nhé. Hôm nay giá vé đang thầy giảm xuống còn 4 rồi. Và bạn nào ở mức độ là 0.5, 0.5 sẽ được làm tròn lên 1.1 nữa. 3 4 chia 4. 8 chấm 8.5 rồi. Kim Khánh được 9 lần nha. 9 vé. Kim Khánh 9 ticket. Quý Minh. Quý Minh 6 ticket. Quý Minh được 6 vé nào. Thảo Chi 7 vé. Ngọc Diệp 7 vé. Jasmine 8 vé. Hoàng Minh 6 6 vé. Tiến Minh. Tiến Minh được làm tròn 5 5. 5 vé đúng rồi. Andy cũng được 5 vé. Rồi cái con chọn đây. 2 phút chọn ô nè, 2 phút bắt đầu. 2 phút nha. Cô cho thêm 2 phút rưỡi luôn. Bạn nào hôm trước chưa chưa săn được hôm nay nhớ săn nha. Con được 6 tích kể đúng không cô? Đúng rồi con được 6 ticket. Kim Khánh 9, Quý Minh 6, Thảo Chi Ngọc Diệp 7, Jasmine 8, Hoàng Minh 6, Tiến Minh and Andy 5. Hôm trước là Tiến Minh với Thảo Chi thắng nha. Cô ơi, có một ô không ghi số. Ô nào con? Nó bị mất số 14 nhé. Cô xin. Còn 1 phút rưỡi nữa. Hết giờ mà chưa chọn là sẽ bị mất nha. Mất lượt nha. Cô đã nhận được 8 người rồi và cái con chọn xong rồi đúng không? Cô chia màn hình ra làm 2 phần cho cái con dễ so sánh nhé. Thảo Chi, Jasmine, Quý Minh, Ngọc Diệp, Kim Khánh, Andy, Tiến Minh, Hoàng Minh. Rồi, nhận hết rồi. Cô show lên nha. Show lên số ô cái con chọn nè.
Rồi hôm nay mình check nè, hôm nay mình có giờ mình check mình được bao nhiêu con nha. Em chăm sóc. À Hồng Minh trước nha. Bạn nào gửi đáp án trước thì sẽ được tính trước ha. Hoàng Minh. Ồ, Sao số con? 18 tên quên chưa và ngư phẩy. Nó là số 1 với cả số 8. Cô. À là con chọn 17 chứ không phải 18 ha. Cô bà ấy là số 1 và số 8 chứ không phải số 18. Ok rồi, số 1 và số 8, không phải số 18. Rồi Hoàng Minh nào. Hoàng Minh number 3. Number 8. Number 6. Yeah, có chuột rồi mà chưa có 7. Number 13. Easy. Number 5. Yeah, được một cái. Hết rồi luôn. Rồi, còn số 15 nè. Không biết có 7 không nha. À, nhưng mà cũng không đủ. Ba biết qua mai là. À, một con chuột. Hoàng Minh quan. Tiếp à. Tiến Minh number 2. Tiến Minh number 2. À, cô sẽ tắt lại. Để cho mình khỏi bị rối ha. Rồi, qua Tiến Minh nè. Tiến Minh number 2. Number 4. 21. 21. 21. Number 9. Đủ chưa? Đủ chưa? Yeah, có một con rồi, có một con rồi. Number 8. À, phô mai nhiều quá, vẫn có đúng một con chuột thôi. Tiến Minh one. One cherry. À, Baki nào. Baki nào. 15. 15. 16. Sao bạn chọn hàng ngang kìa. 17. 18. Là có được một rồi nha. Nếu mà con chọn được thêm một miếng phô mai nữa là con được 2 điểm. Còn không có phô mai là thôi nha. 19 nào. À, chuột nhiều quá, quá chuột luôn. Rồi, one cherry. Đúng không? Bị thiếu phô mai rồi. Có đúng một miếng phô mai thôi. The next one. Nhớ nhớ điểm của mình nha. À, Kim Khánh nào. One. Two. Four. Chỗ hàng ngang đi nè. Four. Six. Six. Được rồi, được một con rồi, được một con rồi. Eight. 9. 2. Được 2 điểm rồi, được 2 điểm rồi. Number 9, number 12. Number 14. Cô được con tôm có nghĩa là sao cô? Được con tôm là không có gì hết trơn, không có tác dụng gì hết trơn á. Câu cuối cùng là 21 hả? Ui, Con cứ vậy tưởng là con ba cứ con tưởng luôn, được con tôm là nó ba sẽ con đi luôn. lấy chuột cho mình. Kim Khánh được ba con luôn, trời ơi quá dữ. Rồi tới ai đây? Quý Minh. Sao? À, Quý Minh nào. Quý Minh 21. Còn hôm nay Quý Minh có bắt được con nào không nha? Thế con học 17. gì ạ? À cô nhìn nhầm rồi, thôi cô mở Quý Minh trước luôn nhé. Cô nhìn bị thiếu rồi nè. 18. Em xin nằm ở đâu nhờ, mất số trơn rồi. Đây đúng không? Chưa có phô mai. Number 1. Number 1. Yeah, được một điểm rồi. Number 4. Là được một con chuột đó. Coi con này có chuột không? Nếu mà có chuột là được. Con này chuột đúng không? Rồi, Quý Minh được hai con chuột. Đúng không nào? Sư, Quý Minh hôm nay bắt được hai con. Rồi bây giờ qua Ngọc Diệp nè. Con Ngọc Diệp bắt được mấy con nha. Nhiều quá. Ngọc Diệp nè. Ngọc Diệp đọc số cho cô nè. Ngọc Diệp đọc số cho cô nè. Four. Seventeen. Seven. Seventeen. Ở đây đúng không con? Đúng không? 17.
21. Fourteen. 14. Được một con rồi, được một rồi. Fifteen. 15, 15. Hai con. Là được hai rồi. Tiếp One. à? One, one. One. Nếu mà câu 7 là chuột là được 3 nha. Số 7 có chuột không ta? Số 7 nè. Seven. À, ok, ngọc diệp chưa, ngọc diệp chưa. Rồi, tới Jasmine nào. Tới lượt Jasmine, Jasmine đọc cho cô mở nhá. Jasmine nào. One. One. Five. Five. Ten. Ten. Fifteen. 15. Được một rồi. Con mà chọn được chuột là đó Eighteen. nè. 18. Con này có Ai... chuột này, có chuột này, có chuột Có này. chuột không? Có chuột này, có chuột này. Có chuột Eighteen, có eighteen. đâu, có đâu. Thirteen, Thirteen, thirteen. 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 À, chưa Twenty, có chuột. Có được một con twenty. thôi. Twenty. Ui Oh. giời À, ơi, hai mốt. 21 có chuột không? Không. Trời ơi, có đúng Ít một ra con có một chuột. con. À, có được Ít ra một có một con. con. Rồi, được một Chứ con để chứ rồi. con còn chả có con nào. Đem chuột về cho mẹ. Rồi, Ôi chuột thảo ơi, cho mẹ chi. con chuột đấu Rồi, con chuột thì ngu. chuột nó ăn chua hả? Trời ơi, ghê vậy. Thảo chi nào. Chu. Chu, Chu. để cô tắt cái này nha. Tắt này cho con dễ nhanh ha. Number 4 4. 6 6. con chuột Được rồi một con rồi, được một con rồi. 5 5. con được cạnh nhau ạ. Không phải 2 chú 3. bậy 1. one. 8. 8 nằm đâu nhỉ? À, 6, 7, 8. Yeah, một con chưa? Rồi, win. Rồi. Rồi, Chuột thắng giải nhất là bạn gì nhỉ? Kim Kim Khánh. Bạn nào đứng gì nhỉ? Khánh, con Con hả? con có Andy hai nè. À, con, có hai con à, con rồi. có một con này, Andy hai con. Quý Minh được mấy con á? một mà hai Con con được... Andy được một ha. Rồi, một Quý rồi Minh á, đứng... Quý Minh đứng gì? Quý Minh đây chiêu. Bạn nào đây chiêu nữa đây nào? Bạn nào khoan chiêu nữa nào? Ngọc khoan Diệp khoan. chiêu. Ngọc Diệp chiêu. Bạn nào chiêu nữa không? Rồi có hai giải nhì với giải ba nè. Giải ba nè. À, Hoàng Minh đúng không con? Hoàng Minh được một con đúng không? Hoàng Minh, Tiến Minh, Andy, à, Jasmine được một con. Quá trời phô mai luôn. Thảo Chi. Rồi hôm nay người về nhất là Kim Tôi Thánh. còn Yeah. Về đứng về. về về để dành phô mai ăn cũng được cô ạ. Ok, để dành phô mai ăn. À, mình Nhưng còn 10... phô mai ăn ngập miệng Nhưng luôn. mà phô mai này nó nhỏ mà. Ghê. Đây đây, mình còn 10 phút nữa mình sẽ chọn lại một lần nữa nha. Chịu không? Nhưng mà con có nhiều phô mai đây là con ăn được thở. Yeah. Mình còn 10 phút nữa cho nên cô sẽ cho con chơi thêm một trò chơi. Ê. À, cô sẽ bấm giờ. Cô sẽ bấm giờ nhé. À, con nói được bao nhiêu đáp án thì con sẽ Mày nóng mở mở được bấy nhiêu ô. cực kìa. Mày nóng cực. Được không? Cơ, số 11 ế luôn cô ạ. Rồi, lát Số 11 bạn nào nhớ ế. được càng tốt nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở nhưng mà nếu không kịp giờ thì cô sẽ chụp màn hình và cô sẽ đếm chuột ha. Đây, trong vòng 15 giây. Trong vòng 15 giây kể tên cho cô các dụng cụ học tập. 15 giây nhá. Con kể được 10 cái thì con sẽ mở được 10 ô. Nhớ nha. Ai thử trước nè. Hầu, Quý Minh nè. À, kể tên các dụng cụ học tập nha. 1, 2, 3, go. Scissors, paperclip, crayon, sharpener, notepad, paintbrush, paint, eraser, pen, tape, ruler, pencil, palette, scissors, glue, Ok, notebook. 15 cái. 15 ô. Quý Minh 15 ô. Hầu, Kim Thánh nào. Kim Thánh Con. nào, Kim Thánh trước nào. 1, 2, 3, go. Dictionary. Paperclip, scissor, crayon, sharpener, notepad, paintbrush, pen, eraser, pen, palette,
À con Okay. đã mấy con mở 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 hộp chat hả? Không chưa, không chưa, không không mở hộp chat nha, cô Chưa đếm lại nào. nha, đếm lại nè, cô đếm lại nè, không mở hộp chat nha, được chưa? Lại nào, 1 2 3 go. Go. Dictionary. Bình Dictionary. tĩnh, bình tĩnh nào. Paperclip. Crayon. Con Sticker. này Kim Khánh ơi, lúc nãy con bị mạng lát, con bị nói cái gì khúc đó nó không có tiếng, lát nữa cô quay lại nha. Rồi, hô. Hô, Andy nào. 1 2 3 go. Không được nhìn màn hình nha, cô nhìn là cô biết không nhìn màn hình. Opener, sharpener, laptop, pencil, pencil case, ruler, and Rồi chị glue vừa gửi cái công văn. stick and Ok, sis, con được chị 6, vừa gửi con được cái 6 ô nha. Con được công 6 nhận sao ô. nó giống cái lúc mà con ghi trong chat đi nhỉ, mẫu Nhưng 16 à. mà lần này là mình đã nhớ một qua lần rồi. Jasmine nào. 1 2 3 go. Stapler, abacus, pencil, pen, marker, whiteboard, tape, paper clips, notebook, notepad, Time's up, 10. Jasmine được 10 nhé. Tiến Minh nào. Tiến Minh nào. con muốn Tiến nào, Tiến Minh nào. 1, 2, 3, tablet, palette, pencil, sticker, tape, pencil case, ruler, highlighter, notebook, eraser, pencil sharpener, pencil case, go. 13. Ok, 13. À, Ngọc Diệp nào. Sao con? Cho Thảo Chi trước đi nha. Lát nữa Thảo Chi sắp đi học nè. Thảo Chi nào. Thảo Chi nào. 1, 2, 3, go. Book, pencil case, notebook, crayon, pen, sister, pen, sharpener, eraser, ruler, glue. Đúng rồi. Time's up, 9. Thảo Chi được 9 nha. Gặp dịp nào con. Gặp dịp nào. 1, 2, 3, go. Book, pencil, ruler, glue, scissor, pencil case, color, pencil, crayon, pen, pen plus, tape, highlighter, glue stick, lunch box, backpack. Ok, time's up, 14, 14. Hoàng Minh nào con? Hoàng Minh tới Kim Khánh nha. Hoàng Minh nào. 1, 2, 3, go. Paper clip, scissor, notebook, glue sticker, glue stick, pen, pencil, pen brush, dictionary, laptop. Ok, 11, 11. Kim Khánh nào, lần cuối nha. Các bạn khác được bao nhiêu điểm tự gõ chữ, gõ số cho cô nè. Con Kim lên nha. Kim Khánh nào, 1, cô ra đi con. Ủa cô không chọn hả? Con chọn trước đi rồi con ra, rồi cô chụp lại màn hình nhé. Kim Khánh nào, 1, 2, 3, go. Paperclip, scissor, pencil, crayon, sharpener, highlighter, notebook, notepad, Time's up, pencil. time's up. Nine, nine. Kim Khánh được nine. Rồi nhắn cho cô các con số mà cô chọn nè. Kim Khánh 10, Kim Khánh 9 nha. Quý Minh 15, Thảo Chi 9, Ngọc Diệp 14, Jasmine 10, Hoàng Minh 11, Tiến Minh 13, Andy 6. Rồi con chọn trong vòng 1 phút cho cô nè. Sau 1 phút là cô sẽ đóng 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 ô nhé. Rồi cô sẽ chụp màn hình, hôm sau lên mình cô ngồi cô đếm chuột cho con nha. Vẫn Một chọn phút. thế được không cô? Con vẫn chọn như như cũ hả? Đó là quyền của con, được chưa Tại các vì bạn? mấy cái số, tại vì mấy cái số hôm nay con chọn toàn là hôm trước nhưng mà con thay đổi tí thôi. Thôi con được chọn y chang, con được chọn y chang, bạn nào muốn thay đổi đều được nhé. Lúc nãy mình mở ra mình đã nhớ được một lần chuột rồi, coi chỗ nào có chuột nhớ chọn nha. Rồi 1 phút bắt đầu. Con thắc mắc là con được chọn mấy ô ấy nhỉ? Không sao, 1 phút rồi, nhanh lên.
Số 11 ế nè, không ai mở nè. Con được mở À, con được 14. Rồi bao nhiêu? Con xong rồi cô. Con tên con. Đúng rồi, con thoát đi. nha. Yes. Giờ con chẳng biết chọn gì. Con có 15 cái mà chẳng biết chọn gì luôn nên cô. Con cứ chọn lại đi. Trời, 15 cái mà không biết chọn cho người khác kìa. À, lúc nãy chuột ở đâu nhiều, chọn chuột vào con. Con tự ghi nhớ lúc nãy nè. Nhiều quá hả? Nhiều quá không biết chọn hả? Hai. Cô nhận được đáp án của Kim Khánh, Thảo Chi, Andy, Tiến Minh, Ngọc Diệp, Hoàng Minh, Jasmine. Quý Minh đâu rồi? Quý Minh 15 ô không biết chọn cái gì luôn. Rồi. Tại vì cô sợ bị trúng ấy cô. Không sao, không sao. Cô mà 15 ô, cô chọn từ trên xuống dưới cho nhanh. Rồi, hôm nay mình nghỉ ở đây, cô gửi bài tập về nhà vào nhóm. Hôm sau lên cô ngồi cô công bố kết quả nhé. Con À, con chào mấy con lại bị cô. đơ tiếp rồi. Sao con? Mấy con lại bị đơ tiếp rồi. À, thế là cô kích con ra ha. Cô kích Vâng, con ra mấy xong con rồi. lại bị tố đen sầm Con rồi. Thoát ra được không cô? rồi con thoát đi con. Goodbye class, see you. Teacher. Bye. Con chào cô, Yes. con chúc cô mạnh khỏe, phụ bình an. Thank you.